Xin chào tất cả các bạn. Nhận được yêu cầu làm món xôi chay và sẵn tiện Nguyên còn lá sen, cho nên hôm nay Nguyên tiếp tục chia sẻ một món xôi lá sen nhưng mà làm thành món chay ăn rất là thanh đạm và thơm ngon bổ dưỡng. Món này mình có thể dùng để đãi tiệc, hoặc là các bạn nào mà ăn chay trường có thể làm sẵn cho vào ngăn đông, khi nào cần lấy ra hấp lại là mình có ngay bữa sáng hoặc là bữa ăn chính đều được. Cách làm thì vô cùng đơn giản. Ở đây là 500g nếp ngỗng nguyên đã ngâm cũng hơn 4 tiếng rồi. Các bạn có thể dùng cái loại nếp khác cũng được nha. Nếp sau khi ngâm nở rồi thì bây giờ mình mang đi xả nước lại. Và ở đây là 3 lát sườn chay. Các bạn có thể dùng gà chay cũng được nha. Nguyên cân ở đây là được khoảng 50g. Mình cho vào một cái tô, sau đó thì mình cho nước vào mình ngâm. Nếu mà có thời gian thì mình ngâm 60 phút, còn không có thời gian mình ngâm 30 phút cũng được. Mình đè như vậy để cho nó thấm nước nè. Phần nhân thì mình cần chuẩn bị thêm 8 cái nấm đông cô, 50g nấm bào ngư, 50g hạt sen tươi và 2 cây xúc xích chay. Xúc xích này các bạn có thể thay thế bằng chả chay hoặc là mình không cần cho cũng được nha. Cái lượng nhân này thì mình làm được 8 gói xôi lá sen. Nấm đông cô thì mình cho vào một cái tô lớn, sau đó thì mình cho nước vào đây mình ngâm. Mình có thể ngâm chung cái thời gian mà mình ngâm nếp cũng được nha. Bây giờ thì mình sẽ đi hấp nếp. Nguyên lót một cái miếng vải vào trong cái xửng, sau đó thì mình đổ nếp vào. Mình dàn cái nếp ra một cái lớp mỏng, sau đó thì mình tạo những cái lỗ để khi mà mình hấp nó lên hơi nóng thì nếp nó mới chín. Nước ở trong cái chảo bây giờ đã sôi rồi thì mình dùng thêm một cái xửng và cho hạt sen vào để hấp. Nếu mà các bạn không có 2 cái xửng thì mình hấp chung với nếp luôn. Rồi mình đặt cái xửng nếp lên, mình hấp thời gian là 20 phút ở lửa lớn. Sườn chay sau khi mình ngâm 1 tiếng rồi, bây giờ thì mình sẽ mang đi rửa lại nè. Cái sườn chay này thì nó rất là nhiều bọt nè, mình nhúng nó vào trong nước, sau đó thì mình bóp cho nó ra hết bọt. Rồi mình thay nước rửa thêm từ 1 cho đến 2 lần nữa. Nấm bào ngư các bạn mang đi rửa sạch. Rửa xong thì mình xé sợi, sau đó thì mình vắt cho thật là khô, mình mới cắt hạt lựu nha. Cắt hạt lựu xong thì mình cho vào một cái đĩa. Còn xương lát chay thì mình sẽ dùng 2 miếng sắc lớn ha, còn 1 miếng thì chút nữa mình dùng để sắc hạt lựu. Trước tiên thì mình sẽ cắt đôi, sau đó thì mình cắt ra làm tư. Như vậy ở đây là được 16 miếng. Nếu mà các bạn dùng gà lát chay thì mình cũng cắt như vậy nha. Sau đó thì mình cho vào một cái đĩa. Còn dư lại 1 miếng sườn lát chay thì mình sẽ cắt sợi nè. Sau đó thì mình cũng cắt hạt lựu. Rồi mình cho vào cái đĩa. Còn xúc xích thì cứ 1 cây mình cắt ra làm 8 miếng ha. Như vậy một gói xôi thì mình sẽ dùng 2 miếng. Nấm đông cô sau khi mình ngâm nở rồi thì mình sẽ mang đi rửa lại nha. Cái chân nấm này mình sẽ cắt bỏ. Nấm đông cô sau khi mình rửa sạch lại thì mình cho vào một cái tô lớn. Và sườn lát chay lúc nãy mình cắt khối vuông mình cũng cho vào đây luôn. Và Nguyên cho vào đây là 1 muỗng canh dầu hào chay. Cái sườn này nếu mà các bạn không ướp mà mình xào trực tiếp thì nó sẽ không có được thấm gia vị và không ngon nha. Sau đó thì mình dùng cái tay mình nhồi một lát ha. Và bây giờ thì mình sẽ ướp. Bây giờ thì mình sẽ pha cái chén sốt này để trộn với xôi nha. Mình cho vào cái chén là 200ml nước xôi. Sau đó thì mình cho vào đây là nửa muỗng canh đường cát. Mình dùng đường cát trắng nha. Với lại 1 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê bột nêm chay. Để xôi ăn vào đậm đà hơn thì Nguyên cho vào đây 1/8 muỗng cà phê bột ngọt. Các bạn có thể không cho cũng được nha. Và mình cho vào đây một ít tiêu xỏ xay. Mình không có dùng tiêu đen nha. Sau đó thì mình dùng cái muỗng mình khuấy cho gia vị. Món xôi chay này thì Nguyên không có cho dầu mè. Nếu mà thích thì các bạn cũng có thể cho nha. Xôi sau khi mình hấp 20 phút thì bây giờ tắt lửa và mình dỡ nắp ra. Mình kiểm tra xôi thấy mà nó chín đều hết mà nó còn nguyên hạt ha. Mình không có hấp cho cái xôi này mà nó bị nhão. tại vì chút nữa mình còn hấp lần hai đó. Rồi các bạn kiểm tra luôn hạt sen, nếu mà cảm thấy nó chưa có được chín thì mình hấp thêm. Nguyên thấy hạt sen tươi này mình hấp 20 phút nó cũng đủ mềm rồi. Nếu như mà các bạn dùng hạt sen khô để làm thì mình sẽ rửa sạch, sau đó thì mình ngâm nước sôi và mình ngâm chung với cái thời gian ngâm nếp. Bây giờ thì mình sẽ đổ nếp vào trong một cái tô lớn để mình trộn gia vị. Cái nếp này nó còn nóng thì mình sẽ dễ trộn hơn ha. Rồi cái chén sốt đó thì mình đổ vào đây luôn. Và Nguyên cho vào đây là 1.5 muỗng canh dầu hành phi. Nếu mà các bạn không có ăn hành phi thì mình cho dầu ăn bình thường. Sau đó thì mình trộn cho thật là đều. Trộn làm sao mà không còn thấy cái nước sốt là được nha. Sau khi trộn đều rồi thì cái xôi nó rất là ướt thì mình dùng một cái đĩa lớn mình đậy lại, mình ủ cho nó thấm hết vào trong, mình không còn thấy nước thì mình mới gói xôi được. Xôi lá sen thì không thể thiếu lá sen. Mình dùng 16 miếng lá sen nha. Nguyên mua cái loại này là cắt sẵn, có quy cách là 22 nhân cho 24cm. Nếu mà các bạn không có lá sen thì mình dùng lá chuối. Nhưng mà khi ăn vào thì nó không có vị thơm đặc trưng của mùi hương lá sen. Mọi thông tin chi tiết nơi bán lá sen thì Nguyên ghi ở phần nội dung mô tả. Các bạn nhớ bấm vào xem nha. Nhiều khi các bạn hay comment hỏi lại Nguyên mua ở đâu. Nhiều khi Nguyên bận quá, vài ngày sau mới coi tin nhắn. Có thể sẽ bỏ lỡ việc của các bạn đó. Lá sen thì mình không cần phải ngâm nước trước nha. Cái này mình sẽ nấu trực tiếp luôn. Sau khi nước sôi thì mình cho lá sen vào, mình nấu trực tiếp. Nhưng mà các bạn phải ấn từ từ nha. Nếu mà làm mạnh tay thì lá sen nó sẽ bị lủng. Sau khi mà mình đè lá sen nó thấm vào trong nước sôi hết thì mình tắt lửa ha. Sau đó thì mình sẽ để đây ngâm khoảng 15 phút. Trước khi xào nhân thì mình sẽ đi pha chén bột để tạo độ sánh. Nguyên cho vào đây là 1.5 muỗng canh bột khoai tây. Sau đó thì mình cho một ít nước vào rồi mình dùng cái muỗng khuấy đều. Mình tạo độ sánh bằng bột khoai tây thì nó sẽ không có ra nước. Xôi sau khi hấp chín nó rất là ngon, không có bị nhão. Nếu mà không có bột khoai tây thì các bạn dùng bột năng. Còn nếu mà có bột củ năng thì sẽ càng ngon hơn nha. Bây giờ thì mình tắt cái chảo để xào nhân. Nguyên cho vào trong cái chảo là 1 muỗng canh dầu hành phi. Các bạn có thể thay thế bằng dầu ăn bình thường nếu mà không ăn được dầu hành phi nha. Sau khi chảo nóng rồi thì mình cho vào đây một ít gừng băm. Rồi mình xào cho cái phần gừng này nó thơm. Nguyên thấy cho gừng vào xào nhân thì cái phần nhân ăn rất là thơm nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ cho nấm đông cô với lại sườn lát chay vào. Cho vào rồi thì mình xào khoảng 1 phút cho nó thật là thấm gia vị ha, và nó thơm nữa. Rồi sau khi mình xào 1 phút rồi thì mình cho luôn sườn lát mà mình cắt hạt lựu vào nè. Và nấm bào ngư mình cũng cho vào. Cho vào rồi thì mình đảo sơ nè. Rồi mình cho vào đây là 250 ml nước lọc. Cái phần gia vị thì Nguyên cho vào đây là 1 muỗng canh dầu hào chay. Cái phần gia vị thì mình dùng rất là đơn giản luôn. Và Nguyên cho vào đây là nửa muỗng canh đường cát trắng, 1 muỗng cà phê bột nêm chay. Sau khi nêm nếm xong thì các bạn dùng đôi đũa khuấy như vậy nè, để cho cái phần gia vị nó thấm đều hết vào trong nấm đông cô với lại sườn lát chay nha. Các bạn thử lại và nêm nếm lại theo khẩu vị gia đình mình nha. Trước khi mình cho bột vào tạo độ sánh thì mình nên khuấy lại bột nha, rồi mình mới đổ vào. Sau khi cho bột vào tạo độ sánh thì mình nấu cho cái sốt nó sệt lại là được ha, không có cần nấu lâu quá, như vậy là mình có thể tắt lửa được rồi nè. Các bạn có thể cho một ít dầu mè nha. Còn Nguyên thì cho một ít tiêu vào nè, để cho nó thơm. Như vậy là cái phần nhân mình đã xào xong rồi. Sau khi xào xong thì cái phần sườn lát chay với lại nấm đông cô các bạn gấp ra, mình để riêng một cái đĩa, để chút nữa mình gói xôi mình gấp cho nó dễ Sau khi gấp ra rồi, còn cái phần sốt này thì mình đổ vào một cái tô. Cái chỗ này là mình làm được 8 gói xôi nha. Cái phần sốt nó phải sánh đặc như vậy thì khi mà mình gói xôi nó mới ngon nè. Như vậy là cái phần nhân mình đã chuẩn bị xong rồi. Một gói xôi mình dùng 2 miếng lá. Cái mặt trái thì mình hướng xuống dưới, còn cái mặt phải là hướng lên trên. Mình sắp hai cái miếng nó đều nhau nha. và cái phần góc á, hướng về con người mình á. Cái phần xôi á, sau khi trộn xong á, Nguyên chia ra làm 8 phần. Mỗi một gói xôi á, mình sẽ dùng khoảng 120g xôi ha. Và mình sẽ chia làm 2 nè. Cái phần ở dưới á, là khoảng 60g. Rồi mình cho hạt sen chín giữa cái phần nhân. Nếu mà thích ăn hạt sen nhiều á, thì mình dùng luôn 100g ha. Rồi mình gấp 2 cái miếng sườn lát chay vào. Xúc xích chay thì mình cũng cho 2 miếng. Cái này thì thay thế cho lạp xưởng đó. Rồi mình cho nấm đông cô vào chính giữa. Cái phần xôi ở dưới thì mới chỉ dùng có 60g thôi. Và còn lại 60g thì mình sẽ ấn dẹp dẹp, sau đó thì mình đậy lại nè. Rồi mình kéo cái phần góc để giữ cái gói xôi lại. Hai bên lá này thì mình gập lại. Cái cách gói thì rất là nhanh và đơn giản nữa. Mình gấp lại ha. Cái chỗ này nó hơi vướng nè, thì Nguyên đẩy nó vô, sau đó mình gấp lại nè. Rồi mình gấp thêm một lần nữa, như vậy là đã xong rồi nè. Rồi các bạn cứ gói hết cái phần còn lại nha. Sau khi gói xong á, thì mình cho hết vào xửng hấp. Một cái xửng á, thì chỉ để được có 4 cái thôi. Nước ở trong chảo bây giờ đã sôi thì Nguyên cho luôn 2 cái xửng vào, mình hấp một lượt luôn. Mỗi một cái xửng thì mình sẽ hấp 4 gói xôi. Mình đậy nắp lại và hấp ở lửa lớn 20 phút. Sau 20 phút thì mình dỡ nắp ra. Cái mùi lá sen rất là thơm luôn nha các bạn. Xôi lá sen này sau khi làm xong, nếu mà ăn không hết các bạn cho vào ngăn đông nha. Khi nào cần ăn các bạn lấy ra rã đông, hoặc là mình hấp lại trực tiếp là mình có thể ăn liền. Mình làm xôi lá sen này dùng để đãi tiệc, hoặc là làm bữa ăn sáng, bữa ăn chính, để thay đổi khẩu vị cho ngày chay, vừa lạ miệng vừa dễ ăn, rất là ngon luôn. Nếu mà các bạn cho xôi vào trong cái ngăn đá tủ lạnh, khi mà mình lấy ra muốn ăn các bạn nên hấp lại ha. Như vậy thì xôi nó sẽ mềm dẻo. Còn như mà mình làm nóng bằng lò vi sóng thì xôi nó ăn sẽ cứng đó. Xôi lá sen mình làm đạt là cái phần xôi nó phải mềm dẻo, nhưng mà không có bị nhão nha. Và cái phần nhân nó không có bị ra nước. Và khi mình ăn vào cái phần xôi nó rất là thấm gia vị, rất là thơm và ngon lắm nha các bạn. Nguyên cảm ơn các bạn đã bỏ ra thời gian xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video kỳ tới. Tớ chè tài cá sâu thảy.